xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapan TV. Hôm nay Hải đang có mặt tại nhà của Song Thủy. Nói hơi bé đấy, đề nghị là nói to hơn. Nhà của ai? Song Thủy. À, rất tốt, đồng thanh. Hôm qua thì anh em mình có gặp nhau ở chỗ nhà Mái Nhi và tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rất là hoành tráng cho fan Diễm. Thì hôm nay đang có mặt tại nhà của bé Song Hỷ rồi. Giờ mời tất cả các bạn vào trong chơi. À, hôm nay Song Hỷ, em chuẩn bị món gì để tiếp đãi mọi người đây? À, chắc cũng món đặc sản của miền Tây em. Chắc là cũng có lẩu mắm đó nha. Lẩu mắm Châu Đốc là đỉnh luôn đấy. Okay. À, bây giờ em mời mọi người cùng với em đi tham quan vườn nhà em nha. Hôm nay là... ở đây có cây khế rất là ngọt nha anh. Nhưng mà đây. Có quả không em? Có. Nhưng mà chất lượng lắm chị, ăn thử đi. Đây này em này. Đây, cho ai nghĩ này. Hả? Đây, tuốt trên này cũng có nè. Đây anh em. Nhỏ nhưng có vỏ. Đây. Này em gái này. Đấy, sinh nhật đấy không có gì, anh cho mỗi quả khế thôi. Nè. Thiệt luôn, chán thiệt. Này, mời anh em nhá. Mời cả nhà nha. Ủa? Em không ăn cảnh vậy. Nó ngon. Hả? Nhà em đặc biệt là chỉ có cây này là nó ngọt nhất. Nó ngọt hay không? Đâu, để nè. Mời mọi người nha. Ừ, ngon lắm. Ừ, ngon luôn. Đây người ta gọi là nhỏ mưa võ. Đây, cho mày quả này, này. Đây này, trên này nào đó. Ở trên này gì cơ? Đó, trái bự lắm nè. Đây này. Không, trời ơi. Em nghĩ là mọi người qua bên này hái xoài nữa này, quá trời xoài luôn này. Hái xoài à? Tí nữa vào ấy. Đây. Đâu? Đây. Đó. Ui, này. Đấy, quả chín nhất này. Đây. Cứ nhận là cái nhà lá vườn. Ngọt quá không hiểu không? Ngon hơn hả? À. Nhà em đặc biệt chỉ có cái cây loại này là nó ngọt thôi. Nè. Còn mấy cây khác là chua lắm. Nè. Là mấy xoài này đi tí vào chấm em. Được. Chấm chéo. Cũng được. Ok. Để em coi có trái nào mình nó. Giờ mấy trái nó non nó mới ngon. Ủa ôi trái này mình chấm à. Hết sảy con hòa bảy luôn. Trái non ha chị. Trái non đi. Ừ. Đây. Trái non chua. Chấm chéo đi. Đây, trái non là phải như vậy nè. Ủa. Bé bé này thế. Bé bé này ăn mới ngon đó. Nha. Đã nói non rồi xong thì vừa mới đụng lũ luôn. Ảo. Sâu. Đây anh em mình đi vào đi. Giờ này ba mẹ có khỏe không em? Dạ khỏe anh. Ừ. À. Ôi. Có nếu cây mà... vú sữa nữa nhưng mà vú sữa chưa có trái, có trái rồi. Ui bên này có cây mận này. Cây mận. À, cây mận ở đây. Để ra quay cho mọi người xem. Mọi người cứ hỏi Hải là anh ơi cây mận là cây gì đây? Cây này chính gọi là cây mận đây. Đấy. Đây này có quả trên đầu này chín chín là đỏ. Có trái đỏ nữa. To lắm à. Hả? Có quả chín không? Có quả chín á. Trên đầu anh có hai quả này. Bẻ nguyên chùm luôn. Chị ơi. Chùm trên này nhiều á. Mấy trái mận bảo trời ở tuốt trên cao của không. Nếu mà gặp phi đội này thì không còn quả gì có thể trụ đâu. Wow. Ừ, ngon. Sao mà ngon đấy. Bánh chấm này. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Ôi. Hồi vô hỏi bác coi cây mai này nhiêu tiền anh Hải. Ôi cây mai đẹp hết. Nè. Em bẻ cho chùm to chị. Cái mai này là. Au. Để chị Diễm. Em tặng nha. Mày tặng sinh nhật cho chị Diễm à? Nhìn cưng nha. Đó, ăn nó cũng giòn cơ. Nè. Đây, tặng cho anh nha. Để em bẻ một trái to to tặng cho chị Tuyên. Mà do này không thể có hạt nhỉ em nhỉ? Dạ. Chắc mình ăn nó chưa kịp lớn mà nó chưa kịp bự. Chưa kịp ra hạt á. Em tặng cho chị nha. Ở đây nhiều chim yến nhỉ? Dạ. Nhà có yến ở đây đúng không? Ê vào trong nhà chào các bác em. Chưa đi đến nhà mà. Ăn hết nhà vườn bác rồi. Chỗ này là nuôi cá à xong rồi? Dạ nuôi cá anh. Cá cảnh đúng không? Đây là cá cảnh đẹp nè. Cá cảnh, cá hường gì nói chung là nhiều lắm. Nhớ lần trước về đây ăn nồi lẩu mắm mà đi kéo cá. Ngon cá nè. À. Một tí xíu nữa mình đi kéo cá luôn đi chị. Có đi kéo cá không? Có, mình đi đạp vịt luôn nè. Em có một cái con vịt rất là to luôn. Vâng. Nhà chú nha. Ô hư. Nè, đề nghị để dép ra ngoài nha. Mang dép luôn. Ôi. À.
À. Bà mới vô. Chào bác. Con chào bác nha. Lúc nào cũng là mở tivi là coi kênh của mấy anh chị hết trơn á. Củ dừa Phan Diễm kìa. Con chào bác. Nhà bác khỏe không? Bảo mấy lần nào bảo xong hỉ đưa bác lên Sapa chơi mà. Dạ chắc nay mai là cũng mời ba mẹ đi Sapa. Bắt tay bác cả. Ủa, chúc bác sức khỏe nhá. À, đúng là kiểu dạ vâng, đây là vợ con ạ. Bây giờ bác có thể nhớ hết tên tụi con không? Cao giới Phan Diễm nè. À, nhớ Phan Diễm rồi. Đây là thằng Hải nè. Dạ. Vợ gì bếp gì? Hai cô ở bên đó là gì cho gì? Hai cô người Mông. Bếp trên bàn ạ. Anh bảo chỉ là Hải Mỹ vậy nè. Hải Mỹ ở Phơ. Hải Mỹ với Phơ ạ. Dạ. Bác trồng lan quá trời luôn rồi. Vâng. Cái đó là ba tự trồng luôn á chị. Ờ. Đã mấy nhờ. Cái giường này là ba tự thiết kế luôn. Đây, cái bộ bàn ghế này. Đẹp. Cây này là cây thật hay cây giả vậy chị? Cây đó cây thật luôn á. Uh-huh. Nó giống như loại dương sĩ là sao á. Ờ. Cây này là cây bắt ruồi. Cái gì? Bắt ruồi á. Bắt ruồi. Dạ. Mấy con ruồi nó chui vô đó đó. À. Dạ. Chuẩn bị đi kéo cá chưa? Dạ đi. Đi anh em mình nghỉ ngơi uống nước một chút sau đấy là phụ coi có dừa gì không mình uống luôn. Đã. Dạ. Có cần câu không? Để con câu. Mình đi câu cá anh em. Mời anh em bắt đầu bây giờ sẽ đi trải nghiệm mà đạp vịt ở trên cái hồ cá là sông Hỷ với lại là sẽ bắt lấy một vài con cá để trưa đây làm món lẩu mắm đúng không em? Lẩu mắm với cá chiên anh ơi. Ờ. Anh rất thích là sau này sẽ có một vài cây mai đẹp đẹp. Anh ơi, để nhà em trồng đi rồi em bán anh cho. Nếu mà các bạn nào ở miền Tây mà có cây mai nào mà đẹp đẹp khủng khủng không cần phải là tuyệt vời xuất sắc đâu, hơi lỗi lỗi thì cũng được. Tôi mua ở mang về Tây Bắc. Ờ, dừa nhiều. Chưa. Hả? Nó có phải nó ngủm không? Nó ngủ hay nó ngủm? Con này á? À? Nếu mà nó ngủm thì để. Ớ, coi chừng nó, coi chừng nó. Nó đang ấp á. À, nó đang đẻ à? Con này đang đẻ, nó ghê lắm ấy. Nó phập mình một cái là mình bầm đùi luôn á anh. À, nó phập một phát à? Ồ, tí nữa mang con dao ra để chặt dừa nhá. Chút xíu mình uống dừa cho nó mát anh ơi. Ồ, dừa thơm lắm. Hôm nào em bảo cái anh gì ở chỗ Bến Tre gửi cho anh ít dừa nha em nhá. Về anh chồng. Không có được không nhỉ? Ai là người đạp? Coi hết chỗ rồi anh ơi. Anh ơi. Anh em mình hôm nay là đi công viên nước nhà sông Hỷ các bạn ạ. Công viên. Bé hôm nay em sẽ là tài xế nha. Bé Diễm là bao nhiêu lâu rồi chưa được đi công viên? Rồi. Cháu là cũng 10 năm mà chưa được đi chú ạ. À, cháu cũng 10 năm rồi, thế còn cháu này? Đạp lên. Chưa bao giờ được đi ạ. Chưa bao giờ được đi công viên. Đấy, hôm nay được sông Hỷ được đi công viên. Đi công viên đạp lên. Hay thế nhỉ. Hai tay lái chạy bằng cơm. Cá kìa. Sông Hỷ ơi, anh này là sẽ quăng chài hả Sông Hỷ? Đúng rồi chị. À, anh này quăng chài à? Anh này sẽ quăng chài. À, và đi ra ngoài đó. Uh-huh. Dạ. Okay. Hai bạn bé lái gì kỳ vậy? Wow. Ủa sao em thấy nó vô lợi á? Coi chừng nó mình phải quay. Để xem mà mày Pơ mày để anh ngồi lên trên cho để anh quay cái cảnh anh ấy đang quăng chài. Nhưng mà anh ngồi trên anh nạp luôn đâu được. Anh nạp được mà. Anh còn có nghề luôn. Nào, 1 2 3. Wow. Nhưng mà có vẻ không được tròn lắm. Nhưng mà cái nước cái này nó xuống chậm nước nhiều quá sợ không dính cá rồi. Dính chứ sao không em? Cái hồ này, cái ao này nó cá nhiều lắm. Ôi,
Phanh lại đi. Phanh là sao anh? Lùi lại. À, làm sao mà cá chạy hết đi anh ơi? Tự nhiên quay đầu kiểu gì đây? Em lái kiểu gì? Cẩn thận diễm lại cái bột đầu đằng sau nhá. Ăn mắm kho không ngon. Ô, cái này lái kiểu gì ấy nhỉ? Cái hầm này có sâu không anh? 2m7 hả? À, 2m7. Có cá không anh? Sao anh thấy tay anh nhẹ chứ vậy? Cũng hên xui anh nhỉ? Hên xui. Này, khó nói lắm. Nhìn thấy nặng lắm đấy nhỉ? Nhưng... Ông ơi, con to nhất ở đây là bao nhiêu cân ông? Cái gì ạ? Con cá to nhất là bao nhiêu cân? Ờ. Ờ, gì vậy? Được con nào không? Ghét không? Đâu, lái cái này đi. Anh vẫn chưa hiểu cái kiểu lái cho này. Bây giờ anh gạt tay gì đấy. Ôi, hai anh em mình không biết lái anh ơi. Sao đâu đầu ở bên kia kìa. Quay lại. Rồi, mày đợi, mày đứng lên, mày đợi cái đầu ra đây. Rồi bây giờ nhanh anh em mình đạp sang bên kia để cho nó mát. Mình bé lái qua đây mà hả? Sao kỹ ta? Sao kỳ vậy? Mày đẩn nó đi. Toàn lái này, toàn lái bằng cơm. Lái gì đâu mà đẩy không nha anh? Ông có xác định mai mà cái tường bao của ông một lần đổ hay là sạt cái tường bao thì là do hai bạn. Tôi lại. Bé lái. Bé lái đi từ dưới anh à? Em thấy là lái ô tô nó còn dễ hơn lái này nữa đó anh ơi. Rồi. Nhưng cái đấy đâu quay đằng sang bên này anh ạ. Quay sang bên này. Đấy, cái đấy nó mới sang sang bên kia. Anh ơi, chào bọn em đi cùng ơi. Cái này nó không có chế độ mà bẻ lái nó qua bên bên phải nha. Đây, này. Bắt đầu lại. Sao thế? Tiếp này. Bây giờ mình phải có người để kéo mình đó chứ ơi. Ngược lái. Từ. Đấy, mày đi ra kia, mày đẩy cái đầu nó ra. Bây giờ anh em tôi mới tiến thì không lùi được. Đó, ok đó. Rồi, đạp đi, đạp nhanh lên, con này quay lên đầu lại đây nè. Rồi, tiến về phía trước. Bên về Sài Gòn. Nào, đưa đây, đưa anh cái camera đây. Cái hồ này rộng quá. 1, 2, 3. Đấy. Anh ấy... Anh xòe rất đẹp đấy. Anh ấy bắt cá không được cho họ lại bắt mấy con ngỗng luôn. Hay làm con ngỗng làm tí tiết canh khi là thơm. Ok em lái đi kìa, sao nó lại ở trên đó là ba chỉ đạo, ba đang chỉ đạo lại. Tại vì mỗi lần mà em đi cái con này là em sẽ bơi vòng em không có đường ra. Có cá không? Đó. Đang từ mà không biết có cá không? Không có cá thì chúng ta quăng mấy con vịt thôi, à, mấy con ngỗng thôi. Rồi, may chớp lắm. Không thấy động đậy thì anh nghĩ là khó rồi. To không vậy?
Cá sặc cơ mà. Cá sặc là cá gì? Cá lồng tông. Cá nhỏ. Hoàng. Trời ơi. Ờ cái đấy kho 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 tiêu à? Kho tiêu là ngon lắm ấy. Bắt hết em ạ. Có ăn hơn không? Thường là cá nó rất là to luôn, nhiều lắm. Em nghĩ là do mình chạy cái con vịt. Con vịt này bởi vì nó chạy hết trơn, tóm loạn hết trơn. Wow. Anh ấy đang chuyển từ phương tiện là đi trên giường. À ông ấy ấy ở dưới kia là anh thấy là khả thi hơn đấy. Hy vọng trưa nay là mấy anh em có cá để ăn. Ông đi trên bờ kia là được. Không được cá hết rồi. Bây giờ anh em tôi là đổi phong thủy xuống dưới cổ vũ xem mà có ăn thua không. Ai à? Trời ơi, vậy bay hả? Đừng để trúng nước nhá. Trúng nước là nước này ấy lắm đấy. Hợp phức luôn. Được không? Này, Diễm chỉ biểu diễn một lần nha. Thôi. Em chỉ biểu diễn một lần nhất, mọi người xem kỹ nha. À. Mọi người sẵn sàng chưa? Rồi. Trời ơi, dữ luôn. Để chị ổn em. Có không anh? Anh ơi, cần bọn em phụ không? Ghét quá. Lại được cả cái cây luôn. Ôi, con cá, cá này. Ôi, cá này mới ngon đấy. Cá này kho đi anh ơi. Đâu sao nào? Tặng luôn cái bể dừa luôn. Này, cá sặc này kho tiêu ngon này. Ừ. Con cá này này. Nhặt đi, nhặt đi, mấy đứa. Nhặt là phụ anh ấy một tay. Thật khá cẩn thận không là nó rách lưới. Đây này, đặt cá cho vào trong. Em nghĩ là cái lưới này nó sẽ mỏng hơn so với mấy con cá đây. Đây này, Diễm ơi cho đây. Wow. Số hủy rồi. Dạ. Mai mua cái lưới bự hơn nha. Đây đây, Diễm, Diễm. Diễm xích ra đi rồi, Diễm xích ra đi rồi, Diễm xích ra đi rồi, Diễm xích ra đi rồi. Cá này mà kho thì ngon lắm đây này. Cá sặc bỏi à, nhất là cá bỏi à. Ờ ngoài kia nó làm khô cá sặc ấy nhờ. Dạ. Làm mắm cá này luôn cũng được. U nhiều quá kìa. Con này mà phơi một nắng á chị. Chiên chiên lên ngon lắm. Chấm hết luôn. Cầm pháo. Có một con cá rô phi nè. Anh em đừng xa ra. Cái chân nó xảy nha. Đó, cái giò lấy được. Đừng để nó thoát. Cá này là nhỏ rồi đó, chứ có thế cá là rất là to luôn mà. Nhưng mà cái lưới này không bắt được cá to đâu, cá to nó khỏe, nó dễ phân. Cái này nó rồi. Sợ sao á. Lưới này nó nhỏ. Anh ấy vừa quăng được cá xong bây giờ này. Anh ấy lại còn chảy dừa cho. Đấy. Anh Giai có vợ chưa? Chưa. Chưa à? Thủy đang kén vợ cho anh mà chưa có được. Ô, này, bơ và anh Mí thấy không? Anh quăng cá giỏi này. Chặt cả buồng luôn em, cả buồng luôn. Chụp. Bơ anh Mí thấy ok không? Trèo cây thoăn thoắt luôn, về bản là hợp lắm ấy. Con Giai miền Tây cái gì cũng giỏi. Quăng chài bắt cá này, rồi trèo... Cái khai dừa đó đó. Khai dừa này. Đấy, anh tung bên này luôn cho bạn này đỡ luôn này. Dạ. Rồi, tung nào. Đã tung luôn đi. Em Giai là năm nay bao tuổi rồi? 31 rồi. 31 rồi mà vẫn chưa lấy vợ à? Đấy. À, hay quá. Ôi trời ơi, em Diễm ơi. Thử xem dừa của anh nhé. Không được. Mang vào trong kia đi. Anh em mình mà mang vào trong chỗ. Con này. Trời ơi. Em còn chưa có chồng đấy. Bọn này toàn đội ế rồi. Ôi, ông ấy làm thoăn thoát vào hết luôn buồng. Ok. Rồi, mỗi đứa một quả đây. Còn buồng nào lấy cho Phạm Dũng quả. Anh phải cho Phạm Dũng cái này.
Rồi. Get go. Get go. Đủ cho ta dư sức qua. Hôm nay về nhà xong nghỉ là thiệt hại quá. Nhưng mà vui anh ơi. À. Quan trọng là vui. Quan trọng là vui thôi đúng không? Dạ. Đây là cây xoài này, nhiều quả này. Xong thì ơi, có mít chín không? Mít than hả? Để em coi thử coi. Tôi có trái nào thơm thơm á, kìa cái cây mít phía trước kìa. Non. Xoài, xoài trái về luôn. Mình ngửi thử coi cái mùi nào, nó cây trái nào thơm là nó chín rồi đó. Đâu, xong thì thử ngửi thế nào. Đánh đánh hơi rồi nè. Chưa có mùi. À. Chưa thấy thơm. Chưa mà, nở ra nó chưa nở. Ừ, mà nhiều quả ha. Nhiều lắm, sai trái luôn. Quả trên kia to nè. Đâu không à. Nghĩa là sắp chín đấy. Ôi, xanh thế. Ôi. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Đá này ra anh... bỏ đi để nó suy cây đó, nó hư. Trái bên cạnh kìa. Chín không chị? Ồ. Oh. Wow. Mà chín chưa mà đã chặt rồi. Hư rắn rồi. Thử thế nào, thử thử vỗ vỗ vào đấy thế nào. Ờ. Vỗ vỗ thế nào. Nhưng mà này nó chín cây à. Mình không ăn được thì mình bứt cho cá nó ăn. Mình chặt thử rồi chị. Ồ. Oh. Ôi. Chín à. Chín à. Ồ. Oh. Cho cá ăn cái những cái mà nó mình không bao giờ nghĩ tới thì thường nó lại có một kết quả rất là tuyệt vời. Quả này nó gọi là quả 9F thôi. Cho cá ăn đi, mình ăn cá. Không lấy cái phần kia vào được kìa. Okay. Ừ. Ô đằng kia cái quả kia em băm ra đi kìa cho cá kìa. Ừ, nó cũng thơm. Em chặt luôn trái này nè. Wow. Này, con gì ăn này? Cái này bị con gì ăn chị? Chín rồi. Chín đã. Không á. Không, chưa. Rồi, sợ rồi. Con vứt cho cá luôn. Bỏ cho cá đi. Chưa, chưa chín lắm. Rồi, lấy cái buồng này là được rồi. Ờ, đi. Nào, đi vào đi. Nghĩ cái này là dừa nè. Cái mít này là ăn được nè. Thu hoạch quá các bạn ạ. Đội quân nhìn nhố này. Thấy không? Ông anh kia làm sao mà câu ấy một mình được. Này vớt này vớt. Nào. Kéo lên đi. Để em. Để em. Đây. Wow con này. Nhưng mà cái này nó lại không. Cái gì khó cứ để em lo. Hả? Ồ cô tay tưởng. Dây nó vào đây đi. Bắt đầu vào đây chiên xuống. Ồ. Ồ. To lắm luôn. Vậy là mình chài không dính mà mình câu lại dính câu. Nha. Tay tượng to lắm anh ạ. Tay tượng này chiên xù thì chấm hết luôn. Wow. Nói chung là vẫn phải dùng kỹ năng câu cá. À. Con to chưa? To ghê luôn anh. Cái này em phải hơn 3 cân. To. Thấy uy tín không? Đấy, anh lấy ra đi, lấy cái lưỡi ra đi. Không nhưng mà Phạm Dũng. Hả? Chú thấy thế nào? Anh từ từ để anh vứt cái này ra, cho cái lưỡi nó ra đã. Nó mạnh lắm nha anh nha. Nó mạnh lắm à? Nó mạnh lắm á. Anh Vĩnh phải chắc tay tí xíu. Dẫy một phát là nó vào đấy. Muốn xem con cá nó to hay không ấy thì mình cho cái bàn chân của mình vào là biết ngay. Bàn chân của tôi là size đi giày 42. Nào. Con này nó vẩy nó. Ê. Gì ạ? Quá mạnh nha, rất là mạnh luôn á. Thôi được rồi, nhấc mẹ nó lên ngay đi. Này. Cho bếp chiên xù nhá. Vâng. To lắm anh em ạ, con này phải 4 cân đến 5 cân. Nặng lắm, nặng tay lắm. Bây giờ mọi người đoán đi xem con này bao nhiêu cân? Em đoán là 3 cân rưỡi. 4 cân. Xong rồi. Em 5 cân. 4 cân 2. 3 cân rưỡi. Dũng đoán 3 cân rưỡi đúng không? Anh đoán con này khoảng 5 cân đổ lại. 4 cân. Rồi mang 1 cân đi. Mang cân. Nó hiền khô à? Ờ nhà xong hiểu con này nhìn nó hiền nhỉ? Như con gấu. Nó hiền. Không, con này là kiểu giống Alaska đúng không? Dạ. Con này nó hiền khô à? Ờ. Nó hiền mà nhỉ? Ờ. Mình nhìn thấy em giật mình. Thấy nó to vậy thôi chứ nó hiền lắm. Mai đi xử con này đi. Wow.
không có cân, rất tiếc nhà không có cân để thi thố. Hôm nay rất là vui khi có đầy đủ ba má của Song Hỷ. Lần trước con về đây là có ông mà thiếu bà đúng không nhỉ? Hôm ấy bà đi bán hàng. Dạ. Thì hôm nay anh em mình đầu tiên là cảm ơn hai ông bà, thứ hai là cảm ơn Song Hỷ đã chuẩn bị một cái bữa lẩu mắm vô cùng đặc biệt. Đây à, Song Hỷ giới thiệu cho khán giả Sapa TV biết là trong cái nồi lẩu mắm này là gồm những cái gì đấy em nhỉ? Có cá bà sa nè, rồi tôm, bạch tuộc, phèo, bao tử. Đó. Rồi cái này là da heo nè anh. Sao anh đi ăn lẩu mắm ở trên kia mà nó không ở đâu có cái như này nhỉ? Hay là đây là chỉ làm cho nhà mình ăn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì em thấy là mọi người làm nó giống nhau quá, em phải phá cách cho riêng em. Phá cách đi cho riêng em đúng không? Khi là anh nghĩ là sau này mà em mở một cái tiệm mà bún mắm mà ở trên kia là như này là anh thấy ok đấy. Lẩu mắm Song Hỷ. Đây là có những loại rau gì đây em? Có bông điên điển nè. Bông điên điển này. Dạ. Rau rút này. Này rau nhút. Nhút. Rau nhút. Bông chuối này. Cái này cù nèo. Cù nèo. Đậu rồng. Đậu rồng. Bông súng. Uh-huh. Đây bắp chuối luôn. À, với lại là đây là có cái bánh này là bánh gì đây mà nhìn cho nó lạ này. Cái đó gọi là bánh thọ đấy anh. Bánh gì? Bánh thọ. Bánh thọ, nó là một dạng bánh bao đúng không? Dạ đúng rồi. Ở trong nó sẽ có nhân đậu và nhân dừa. Thế còn cái này? Có đó là bánh cốm. Bánh cốm. Dạ. Còn cái này? Giới thiệu đố anh Hải đi, Song Hỷ. Đố anh Hải món gì? Đố anh Hải món gì? À cái này giống như là đặc sản miền Tây à. Cái này là có dừa này. Hình như là da lợn bóp dừa đúng không? Cốm dẹp. À cốm dẹp à. Đây em đố cái anh bánh xanh xanh này bánh gì nè. À cái bánh này anh biết này, đợt trước anh về đây anh được ăn rồi. Bánh này là bánh da lợn. Bánh da lợn này. Còn cái này thì không nói rồi. Ở đây là xứ sở của Thốt Nốt. Thốt Nốt rồi. Đấy. Mà hình như em đang bán đường Thốt Nốt đúng không? Dạ đúng rồi. Tí xíu nữa em sẽ tặng cho mỗi người một cái phần đường Thốt Nốt về làm quà kỷ niệm nha. Ok. Có biết tên loại cá này không? À đây là cá này là cá giới thiệu đấy là cá kết. Cá kết à? Dạ, giống như là kết bạn vậy đó anh. À ăn cái này là có nghĩa là sẽ kết bạn đúng không? Tình anh em lâu bền đấy. À còn con cá này thì chắc chắn là Hải biết rồi vì con cá này Hải là người câu lên. Đấy. Con này là con tai tượng. Dạ, mà đây là bình thường thì hay là chiên xù nhưng hôm nay là mọi người đang làm món rang muối. Rang muối cả con luôn. Dạ. Đấy và con này con rô phi thì do cái anh kia anh quăng được. Đấy. Đây là món gì đây em? Cá ba sa muối xả anh. Ba sa muối xả. Ok, đây là con này để ăn lẩu mắm rồi. Thôi bây giờ con mời ông. À mà không thể thiếu được cái nồi này nữa đúng không? Dạ đúng nồi, rồi. Nước rồi. Dùng. Em múc lên cho mọi người xem ở trong này gồm có những cái gì nè. Có cà tím nè. Thịt heo nè. Rồi hình như là có cá nhưng mà cá chưa để vào thôi anh. Em bây giờ cho cá vào luôn đi nha. Vâng. Dạ. Đây. Mình cho cái đầu cái thứ vào cho nó ngọt. Đấy nhờ để Song Hỷ cho. Đây, con cá này là đặc biệt là có trứng nha. Thường là không có trứng đâu mà bữa nay là câu lên được là được có trứng luôn nè. À, hên lắm ấy đúng không? Hên lắm đó anh. Em đi may mắn nha. Đi ăn ở không tốt. Do ăn ở ông ạ. À, anh em con đi ăn thịt rắn thì rắn cũng có trứng luôn. Đã nhờ. Như cù này mới to này. Đi đâu cũng gặp mà có trứng vậy là chứng tỏ là mình làm ăn rất là phát triển. À thế ạ. Đó là quan niệm mà. Mình bê cái mâm này lên để đúng rồi. Đây, em phụ cầm cho. Khoan nhà kêu đầy quá có cần bớt nước không? Thôi con lấy cái để vô nó chà bỏ sơ bộ thôi. Bỏ sơ bộ thôi ạ. Để vô này nha. Nhiều qua thứ mới đấy bỏ lại. Đây có rồi, bỏ kia. Rồi. Rồi xác tâm tăng bên này đã. Rồi. Sâu lên lên. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xơi cái món mấy cái món này trước. Mình ăn cái đó cho nó nóng. Giúp em lấy cho ông bà đi, cái này. Con sạch nha ông bà. Đây. Em sẽ cái này là cái gì ạ? Nước Thốt Nốt quá chị. Đúng cái vảy nó to nha. Ai coi cái vảy đi. Đâu? Vảy là chị ăn vảy thôi đúng không? Không, cái vảy cá này cứng lắm không ăn được đâu. Ông bà dạo này là vẫn đi chơi thể thao suốt đấy chứ. Dạ, cho con mời cô chú ạ. Mẹ thì sáng nào cũng tennis hết trơn anh. Còn ba thì chơi tennis. Xe đạp. À, ông chơi xe đạp. Dạ. Đạp xe. Làm vườn. Làm vườn ạ. Quá tuyệt vời. Dạ.
Rất nhiều người comment mà anh ơi khi về Châu Đốc thì anh nhất định là phải đi ăn món lẩu mắm đi. Nhưng hôm nay được ăn cái món lẩu mắm nhà Song Hỷ này thì quá tuyệt vời. Đây, luôn. Anh Hải chủ nhà em chỉ có cây nhà lá vườn thôi. Em cũng nhà có gì em mời mọi người món đó. Nên là có gì mọi người cứ thông cảm cho em nha. Tại nhà em chỉ có cá là nhiều. Không, cá mới ngon chứ. Có ăn rồi. Dạ. Cá là một trong món mà anh yêu thích nhất, có nghĩa là anh ăn cá cả ngày cả tháng luôn được. Con mời ông nha, con mời bà nhá. Và em mời anh chị. Mời mọi người nha. Mời cả nhà ạ. Mời cả nhà. Mời cá. Mình chắc là béo lắm ấy. Mình chấm với nước mắm làm anh. Ừ. Để ăn con cá tự câu nó thích hơn đâu. Ngon không anh? Cá béo nhờ. Hải câu hay nhờ. Đúng là cái nào mà mình tự câu nó đã. Hôm qua mình đi bắt cá ở chỗ cái Bến Tre cả thích à? Ăn ngon, ngọt. Mình ăn mình sẽ để ra xài vô nước mắm nè, rồi mình sẽ cặp cá nè. À, thế ạ. Dằm nước mắm vô. À, đây này. Mình để xòi vô nước mắm là xòi không có chua. À. Dạ. Đây, bà đã hướng dẫn anh em mình nha. Là, ui cái cá này nó hơi khó. Không chua quá. Dằm xòi cho nhiều vô. Đây, chấm với lại cho một chút nước mắm vào nữa. Nước mắm với xoài đó, thành ra nước mắm nó nhạt ra mà xoài mới được luôn. Nó không có chua. Hả? Ừ. Chấm hết luôn. Ngon quá. Mà cái con này là đặc biệt là em để dành để anh chị về, mời anh chị ăn. Bây giờ anh chị cầm diễm bếp trên bảng. Hôm qua là anh em mình là có tổ chức sinh nhật ở nhà. Sinh nhật cho Phan Diễm ở nhà Má Nhi. Má Nhi là có hẹn anh em mình hôm nay lên đây. Nhưng không biết là do công việc bận gì đấy lại không lên được. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Có điện cho em rồi đúng không? Má mệt cho mình đó. À. Dạ. Chứ má định sáng là má lên sớm. Nhưng mà má hơi mệt cho mình bởi má chơi với mình nhiều quá. Qua má là chơi với anh em tôi là khô máu nên hôm nay má không đưa, đi theo được. Thôi anh em con xin phép cùng cụm ly với ông bà. Hôm nay là có món nước là đường thốt nốt, quả thốt nốt của Song Hỷ. Dạ. 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 Sức khỏe hai bác hả? Dạ. Sức khỏe. Ông bà có một dịp mà đưa nhau ra ngoài Sapa chơi ạ? Mới nhớ nhở, mới ngày nào mà ông con mình ngồi với nhau ở đây. Lúc đấy Song Hỷ còn chưa làm YouTube mà bây giờ đã thành một YouTuber nổi tiếng rồi đấy. Sapa TV và Phạm Dũng đã đào tạo ra hai kênh Song Hỷ và Bếp Trên Bảng. Đấy, anh em thấy nếu mà có anh em nào muốn học làm YouTube thì cứ liên hệ với anh em tôi nhá. Ưu tiên chị em phụ nữ thôi, còn nam giới thì nam giới gặp Dũng. Đúng không? Rồi, con mời ông. Phải đùa chứ anh em mình sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người là một cách nhiệt tình nhất. À bây giờ thử cái món cá này đi. Dạ. Cá cướp. Em lấy cho ông bà đi, lấy đôi đuôi mới. Đấy. Sáng là đi chợ sớm là kiếm cái con cá đó anh, tại vì cá nhỏ thì nó nhiều mà cá to thì nó rất là ít luôn. Giống cá chèn quá ha. Dạ đúng rồi. Cá này là cá này là sáng ngày em cùng mẹ là Bếp Trên Bảng đi chợ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, sáng nay em đi chợ. À thế à. Này, Dung này. Thấy cái cá này nó giống cái cá sông ở trên ấy. Này, thấy chưa? Ông ơi, ông dùng đi. Mọi người. Cái con cá này nó rất là chất thịt luôn á. Cá này là ăn kiểu gì đấy bà? Cũng quấn với xoài luôn. Nếu mà các bạn đi đâu mà mình không biết kiểu cái món ăn vùng miền ăn kiểu như nào thì mình cứ đừng ngại, mình cứ hỏi luôn. Đây bên này có mà. Bên đây có cá. Chưa có cá này. Dặm nước mắm vô cho để ăn ngắt cho các bạn. Dặm xoài vô cho nhiều. Cho em ơi, dạ. Để xoài vô cho nhiều. Cái mình chắc xoài luôn. Đây xong thì nha. Con đó là siêu to khổng lồ luôn á. Rồi cảm ơn. Cái bạn hai bạn nhỏ ra ăn đi. Cái bìa nó xem cái này. Cái bìa nó ngon. Cái da nó rất là giòn á. Đây xong thì đây chị lấy cho em. Thử xem là cá nhà nó mình để xoài cho nhiều ngập mắm luôn. Cái ao nhà mình này không nuôi được cá này hả ông? Không được. Cái này nước tắm á, nước oxy mới được. À. Rồi, đây. Con này khó nuôi á. Thế à? Dạ. Không nhưng mà từ lúc mà biết cách ăn như này là con thấy là dễ ăn đấy. Làm thêm miếng cá to to nữa. Mời cả nhà nhá. Nhưng mà có duyên lắm, lâu lâu mới được cá lớn gì chứ không phải ngày nào đi. Mấy con cá này thì nó không có gì không? Vậy là tụi con lại ăn ở tốt nữa. Chứ không phải là muốn mua là có. Dạ. Ồ, cá này là bên Cam về ạ? Cam kia. À. À, bây giờ con muốn đi Cam có được không ạ?
để cái bát bo đi. Em mang bát bo đi không? Dễ quá. Sợ tiếc lần này không có bát bo. Mấy này đề nghị là Diễm lần này về làm bát bo nhá. Để anh em sau khi đi xuyên Việt anh em tôi sẽ đi nước ngoài. Nước ngoài. Nước ngoài. Đặc biệt là đi Campuchia. Nước ngoài Campuchia. Campuchia có nước ngoài vậy? Ừ. Để ủa? Dầm cho nó ấy vô. Nó sẽ không cua mà nó không nó mắm, nó không mặn. Dạ, thế ạ. Dầm lên gì? Ngon quá. Ở dưới mình này chắc chủ yếu là ăn cá là nhiều rồi. Cô chú hát tại toàn cá ngon thôi à. À. Ở đây là bên cá là bên cam về à? À. Mấy cái đặc sản cam nhiều lắm, cá cái gì cá bông lau nè. Dạ. Cá kết nè. Cắt tóc nè, là như ba cái tung càng bự bự từ nó trở xuống nè. Ừ. Ở đây là mình khai thác bằng điện hết rồi, không còn. À thế ạ. Còn cảm ơn ông chia sẻ thật quá. Không là kể cầu thủ chất lượng không mà chơi xịt điện không ạ. À. Cả không nào mà tốt được. Vâng. Toàn giật điện. Nhất là mùa nước đổ ha, là cá rất là nhiều, đổ cho trên. Ừ. Ở trên cam là đầu nguồn mà. À, trên cam là đầu nguồn, thượng nguồn đúng không? Dạ. Kêu mình cá biển hồ ha. Dạ. Anh em hai hay là để em vẽ con này, anh em mình là con này nãy đi quăng trài đúng không? Quăng trài, rồi. Người ta quăng chứ không phải anh. Không. Anh mà quăng được thì mình đạp vịt đó, mình đạp vịt mình lùa cá đó. Cái đấy là cá rô phi ấy, nhà con nó. Nhưng mà ông nuôi con rô này lâu chưa mà con này to nó tự vô nó không nuôi đó. Dạ. Nó xanh đẻ lắm, nó tự vô nó lớn rồi nó vậy đó. À. Không có nuôi đó. Tại nhưng mà nó chạy đâu vào không? Trong đường nước á. À cái đường nước nó vào đúng không? Chứ không, mình không nuôi. Con miếng cá à? Dạ. Dạ phần còn lại anh em có. Cho ông bà toàn ra mấy thứ này. Các con ăn tự nhiên mà ăn cho nó. Mà cái hồ nhà cá em nha, đặc biệt là cá vô được nhưng mà cá ra lại không được. À, cá nó ra đường khác. Đúng rồi. Cá nó vào một đường nhưng mà nó ra đường khác. Cái nước này nó vào bao tử mình. Nó không phải là nước không có đường thông thường. Ừ. Trong khi là nấu cơm rất là ngon đúng không ạ? Tuyệt vời ạ. Wow, cảm ơn chị. Trên bạn thử bụng cẩn thận xương nha, nhưng mà phần này béo lắm này. Ăn chi? Ừ. Béo ăn với xoài. Đấy, bếp trên bản là cứ ao ước là được về nhà chị Song Hỷ với nhà Mái Nhi. Dạ. Nhà chị Song Hỷ nữa toàn món ngon thôi. Bây giờ là vui chưa? Em còn đang hóng món lẩu mắm à? À, hóng món lẩu mắm à? Hôm nay là nhìn ấy biết không ra luôn á nha. Hôm nay con mặc áo và va bà. Nhưng mà cô nhìn thấy tụi con mấy anh em con là cô lần đầu tiên tụi con gặp cô này, cô xem trên ấy nó có gì khác không cô? Ở ngoài đẹp hơn nhiều. Đấy, chờ của cô đó. Thế thì anh em mình là có đồ ăn gì là phải nhớ ở phần cho cameraman. Đúng không? Quay không tốt. Cameraman là quay phim là cứ để mà mọi người không nhận ra anh em tôi, chất thật đấy. Hả? Không cho ăn là đúng rồi. Không cho ăn là đúng rồi. Ngon quá. Em ơi, lẩu mắm cho thêm, bây giờ mình cho cái này vào được chưa? Ha, ăn nốt cá nướng đi nhỉ? Không, tí ăn tập trung ăn lẩu mắm cho nó đỡ lệch vị. Em lấy cho mọi người đi. Con này là có con cá gì em? Cái này là cá ba sa. Cá ba sa. À. Sao lại gọi là cá ba sa nhỉ? À, em không biết nữa. À. Chắc nó sa ba nó. À, sa ba, có nghĩa là nó sa ba nó. Cá là cái phần bụng là ngon nhất đúng không chú? Dạ con mời chú ạ. Bụng có nó béo. À, nó béo. Có mỡ, còn thịt không ăn mà. Dạ con mời cô ạ, cô thử miếng cô. Người bán hải sản bởi biết chỗ nào. Biết không? Là đúng rồi, chung hải sản đấy. Ăn thịt, ăn thịt thì ăn phụ nam thì ăn mỡ ăn hay thiệt. Không chỉ hay quá. Thế mà vẫn chưa lấy được chồng đâu. Bác thử xem ở đây có anh nào không ạ? Giới thiệu. Có anh vừa trèo cây đấy. Ừ, anh cảm ơn. Có cái anh vừa trèo cây là ok đấy. Anh chặt dừa hả? Ừ, anh chặt dừa đấy. Anh chặt dừa thì bếp trên bản nhận rồi. Cái này là nướng cái gì đấy em? Chiên xả đấy anh. Chiên chiên xả anh. Ừ. Em cảm ơn chị. Chiên xả nó thơm. Mà nó sao nhỉ? Nó hơi đậm đậm vị. Ngon. Nhưng mà vẫn phải làm thêm tí xoài. Cái này mà ăn với cơm trắng là ngon lắm ạ. Ừ. Chấm mẹ nước mắm ấy nhỉ. Đặc xoài ngon đúng không? Ngon.
Mình phải để nhiều vô nhé, thôi nó mắm nó nữa. Xoài mấy cái quả mà vừa nãy anh em mình vừa vặt xong á. Ngon. Ngon nhỉ? Ăn với xoài. Cá này là càng bự là càng ngon nha. Uh-huh. Nó sống rất là lâu năm rồi. Để xoài vô nhiều quá trời. Một cái nước thốt nốt này em có bán em có bán không? Hay chỉ bán đường thôi? Dạ em bán đường thôi anh, tại vì nước thốt nốt là mình để lâu không được, nó sẽ bị chua. Cái đường thốt nốt này là đang bán như nào? Bao tiền một yến em? Em bán một hũ 60k. À một hũ như này nè. Dạ đúng rồi. 500g à? 500g. Ừ. Loại này thì hiện tại là nguyên chất đường 100% là từ mặt cây hút nốt. Nên là em không có pha bột hay là pha đường cát gì hết. Nên là cái chất lượng là vào cơ thể mình rất là ok luôn. 60.000 một hũ nè. Dạ đúng rồi. Thế thì làm gì mà có lãi nữa? Sao pha thêm ít đấy vào? Bột vào nhá. Dạ thôi anh ơi, mình bán cái gì mình phải có tâm chứ. À bán là có tâm, tốt tốt. Nói chung là mình bán vì đam mê á. Bán vì đam mê thôi. Mọi người thấy anh em tôi sản sinh ra toàn những YouTuber tốt thôi. Mọi người mà muốn mua ủng hộ thì alo cho Song Hỷ nhá. Số điện thoại Song Hỷ bao nhiêu nhỉ? Dạ 0344226262. Ừ. 0344 22 22 6262. 6262. Song Hỷ Song Hỷ á. À 62 nghĩa là Song Hỷ Song Hỷ. Hay quá. Ừ. Đó. Cái đơn giản nhất là cái mùa nắng này nè. Dạ. Con có cái đậu xanh mà cà đó. Cái nguyên giỏ vậy luôn. Rồi cái mình nấu lên đi kìa, mình để đường đi vô là làm chè đậu xanh mình ăn trong cái mùa nắng này đó. Nó mát bà nhờ? Mát lắm, dạ. Anh khỏi đội nón luôn, mát. À anh khỏi đội nón luôn. Con nhìn ông con lại nhớ cái nhân vật nào ở trong phim nhỉ, Đất Phương Nam nhỉ? Đúng kiểu Võ Tòng hay là... Ông hai. À, nhìn trông rất là phong độ. Con nhớ mà tháp tôi dường trầu. Đó. À bây giờ cho cái lòng mề vào chưa nhỉ? Con là xa chợ phiên này con nhớ cái món này lắm à. Đó, cho mình cho thêm cái lòng nữa. Dạ. Này. Rồi. Chưa bao giờ ăn lẩu mắm mà lại có những món yêu thích như này. Đúng là tuyệt vời. Em biết anh biết anh xa chợ phiên lâu quá nên là em phải đầu tư thêm cái bộ đồ lòng của con heo. À. Song Hỷ là rất là hiểu ý của Hải các bạn ạ. Đó. Mời anh em nhá. Ui. Đây. Đây cái đôi đũa này là anh lấy một đôi đũa riêng để đảo đồ lên nhá. Để riêng cho chữ Hoàng Quân á. Không, anh giờ này là tiếp thu ý kiến khán giả rất tốt đây, em yên tâm để riêng đây, đôi đũa của mình đây. Mà cá này ngon quá, cá kết này ngon. Cá kết này có hay mua được không em? Cũng hiếm lắm anh, bữa nay em đi chợ sớm, 4 giờ sáng em đi chợ sớm lại để em kiếm con cá đó. Không ai là gặp được. Sớm cá này là hên xui đó. Cảm động quá, nay Song Hỷ chuẩn bị tư náo. Hên có và xui hơi nhiều. À, hên xui, hên thì có mà xui hơi nhiều. Mà nhà Song Hỷ thì đi sớm, chứ nếu mà đi hồi trưa là những người khác mà đi thì gặp người ta mua rồi. Người ta lượm hết rồi đúng không? Nhiều khi là. Có nhưng mà... Hôm nào là anh trân trọng mà mời em cùng toàn thể gia đình, ông bà lên spa chơi nhá. Dạ. Em thì lên rồi nhưng mà đưa ông bà lên, ông bà hứa là lên rồi. Cả anh ba nữa mà chả lên này. Anh ba này có một lần say quá cần câu với mình rồi. À, hôm đấy chuẩn bị có lễ hội đua bò ấy nhỉ? Mà cứ bảo xin cái bé vào đây đúng không? Ừ. À, gặp anh ba ở đấy đây. Anh ba này đi làm thịt cưới thì sao? Bơ cho anh xin ly nữa. Anh có ăn quả bút lô mới có chứ. Show ở tỉnh Biên ấy, hoành tráng gì lắm. À. Người ta bút show anh. À. Bút show để làm này. Nhà mình là chuyên tổ chức sự kiện đám cưới đúng không? Dạ đúng rồi. Khi nào mà có cái đám cưới của người Cam hoặc là người Khmer thì alo anh nhé, anh đến dạ. Quay phim nhé. Anh là trên Tây Bắc, anh hay đi quay chia sẻ những cái đám em cưới ấy. Mình hay quay đám cưới ở các đồng bào dân tộc thiểu số. Nếu mà anh em biết ở đâu mà có đám cưới của các đồng bào dân tộc thiểu số thì alo cho Hải nhé. Số điện thoại là mọi người biết rồi. 056-345-6789 nhé. À, bây giờ thử thưởng thức thử cái món này đi. Món này gọi là món... cốm dẹp anh. Cốm dẹp. Nhưng mà cái này là làm từ gạo à? Ừ đúng rồi. Cốm là gạo đúng không? Dạ từ lúa non. À từ lúa non. Đâm giả. Ờ. À. Yeah. Đây con đúng xin phép mà. Con mời ông bà đi. Ở đây ông bà cứ đây, nghe con sẽ lấy nha. Như hồi lần mình bà. Mình cốm dẹp là mình bóp mình dò hành viên á. Ờ. Đó. Ở trên anh cũng có cốm mà.
Anh ăn thử cô có, anh chị ăn thử cô có khác biệt chỗ nào. Nào, lấy đi, lấy đi, xin cho mọi người đi. Thế à? Không, nếu mà dư mình đem về chị, vẫn được. Nhiều lắm, em mua thì... Tại vì nghe nói là mọi người xuống, em cũng không biết mua gì hết trơn. Ngon không anh? Ừ, quên. Mình giò á. Đấy, đây này, các bạn phải dùng tay kìa. Dẻo lắm. À, ở bên này là người ta phải ăn giò như vậy nè, anh mới đúng chắc nè anh. Mọi người làm nó tươi rồi, ăn không. Nó giống như xôi giò vậy đó. Anh hãy hướng dẫn một lần duy nhất thôi nha. Không phải, nhưng mà các bạn biết ăn mà các bạn không bảo mình cái này. Em hướng dẫn một lần duy nhất này, anh bóp gì xong đúng không? À. Nó vừa có cốm mà nó vừa có giò. Không chấm cái gì nữa. Cái này ngon rồi. Ngon quá. Con xin phép không mà. Dẻo, thơm mùi dừa. Mình tự dò luôn rồi mình tự lẫm luôn. Còn không, em cũng xin phép mà làm một lần giới thiệu cho khán giả Sapa TV biết cách ăn cốm là phải bóp bằng tay. Đấy. Đây, mời nha. Sau đó khi mình bóp bằng tay vào viên tròn tròn lên rồi, bắt đầu mình há mồm, đút nó vào. Nhưng mà em quên chưa nói với anh, nếu to quá là mắc nghẹn á. Ngon quá. Ăn có khác hơn lúc nãy không? Nó nghẹn hơn, nó nghẹn hơn ạ. Tại nó to quá. À, cái gạo lon này là được xả ra. Còn cái ngồi mình để cả hạt luôn. Nồi lẩu mắm uy tín nha. Có bạch tuộc nữa, bạch tuộc bữa nay em hên là ra chợ cũng được con to nữa. Thế à? Dạ. Mà mình khá là bền ha. Chính tỏ là hôm nay em đi chợ rất là hên luôn. Nào, đảo đều lên nào. Cái này mà có cái kẹp gấp ấy. Ừ. Mình gấp nó dễ cắt. Rồi, cắt luôn đi. Cái này bao lên nha, em và em. Đây, cô để anh gấp lên cho. Đấy. Kéo này nó hơi hơi bé bé. Thơm thế. Ngon lắm ấy. Cắt lớn lớn chút đi, ngon. À, ông là xem Sapa TV nhiều rồi, ông bảo cắt nó lớn lớn tí. Không, cái này đũa đũa chung. Ông là một ngày xem Sapa TV mấy lần? Thì xem khác là cái chiều là tối. À, sáng là tối một lần, nhưng mà tối xem thì đói lắm không nhỉ? Đó, đang coi mà ngồi nhậu mình coi luôn. À. Hôm nào anh Hải về sớm mà đội đội với ba em đi, coi ai uống nhiều hơn. À, ok em. Chắc là anh thì không uống được mấy đâu. Nói chung là mình mà nhậu hết cỡ thì cũng được khoảng 3 lon. Ừ. 3 lon à? Có được 3 lon không ạ? 3 lon gác cổng mà con ơi. Dạ. Gác cổng mà. 3 lon mới chỉ gác cổng thôi à? Chứ kia vô được nhà hả? Nói chung là về miền Tây mà... ngon quá Diễm ơi. Đấy. Cái phèo này chất lượng cơ. Phèo xong thì đúng non. Là kiểu nữ công da trắng đấy nhỉ. Dạ. Ăn cá phèo luôn. Thôi mình ăn miếng to to vậy mới ngon nè. Rồi con mời ông bà nhá. Khai đao. Khai đao. Đây, mời anh em. Đây là miếng phèo. Chín rồi. Dạ chín nãy giờ đó chị. Đây một anh chị em bán nên chị lấy ra. Có rau nữa đó chị. Ui nó béo. Dạ. Ông ơi. Tôi gì đi con. Nào sẽ làm ra vậy. Đấy. Lẩu mắm này cứ để mọi người ăn thoải mái. Vâng. Wow. Chị lấy trước. Ui hớp, bị có cả con bạch tuộc đây. Cái gì cứ để. Ngon quá. Để mắm này là em thích cả tím ý. Cả tím với này cá. Nấu ra nó bùi bùi á, nó ngon lắm. Ừ. Mẹ, đây con múc cho. Mẹ. Dạ. Cái lẩu mắm này cứ để cho mọi người chủ động. Ai thích ăn miếng nào thì ăn. Đấy, chẳng hạn như con là thích cái dạ dày. Con mời ông bà nhá. Dạ. Mời ông bà. Đây chị để cho. Múc cho em miếng. Cái mắm này ngon thế. Hôm nay mình cho rau luôn được không? Mình để vô rau cũng ngon á. À. Em sờ thấy con miếng điểm này. Ủa. Đông em nhận tuyệt vời luôn.
Nhưng mà sao tưởng bung lên điển phải vào mùa cơ mà. Mà bây giờ chắc người ta trồng á anh nhiều lắm. Nên là cũng có, cũng có để ra chợ bán. Hay quá. Bẻ rộp rộp. Đúng là nồi lẩu mắm này chất lượng đấy. Trung bình mà ra ngoài cửa hàng người ta bán thì thường bao nhiêu tiền một nồi ở xong thì? Chắc tầm 400-500 ngàn một nồi anh. Nồi này. Dạ. À, nồi này em bán 5 triệu được. Nồi như vậy là em chỉ đãi cho mấy anh chị thôi. Uh-huh. Chứ em không bán. Nhưng mà ngoài ngoài chợ chứ nó không có được đầy đủ gì đâu. Dạ vâng. Rất nhiều khán giả của con trên kênh comment bảo nên khi mà về về đây miền Tây, về về Châu Đốc là nhất định phải ăn lẩu mắm. Và ở cái chợ Châu Đốc còn bán rất nhiều mắm, là trước con ra quay rồi, nhiều mắm lắm. Thiên đường mắm. Ừ. Nước mắm, lẩu mắm đậm lắm, ngon. Yeah. Đặc biệt cái lẩu mắm này mình nhúng cái gì vô cũng được hết, từ đồ đồng tới hải sản. Nhưng mà cái này phải biết thừa mắm cơ nhà cô nhỉ? Thừa phải mắm ngon ấy. Ừ, thì chủ yếu là mắm ngon rồi mình nấu lên cái nước đi. Vâng. Rồi tất cả mình thích cái gì là đều nhúng vô ăn là đều ngon hết. Vâng. Mình có rau gì mình nhúng vào ăn cũng được hết, không có bị kén. Cái này là nói đến cái đồ lẩu mắm này mình nhớ đến cái nước chấm chẩm xéo của con, nước chấm thần thánh. Ừ. Vâng. Nè rau đi giờ mình cắt liền ăn liền rồi. Ăn được chưa ạ? À, ăn được. À, con này chờ mỗi cái lệnh tập trung của bà. Đây, anh em gắp đi. Con hoa đen điện. Nó chỉ nhúng vô nó vậy là mình ăn liền đó. À đấy ạ. Để lâu rồi nó. Hai miếng khoái ăn bông điên điển lắm. Ờ. Mẹ. Mời cả nhà nhá. Thôi. Để em để tôm vô vào cho mọi người ăn nha. Ừ. Rồi anh lấy nhá. Này em ơi. Cho da heo luôn. Rửa tôm á. Tôm. Nào. Đó. Gắp hai gắp phát hết luôn. Anh Hải đợt này là rất là đảm đang luôn. Cá nó đen và trắng rồi, để vô vừa ngon. Dạ. Nghĩ ngoài có cá suối rồi. Đây, làm tí nhá. Để vô ăn à, cá suối. Đấy, bà còn biết ở ngoài Tây Bắc mình có cá suối đấy. Thay vì ở đây có cá linh nhưng mà ở ngoài Tây Bắc là có cá suối. Cá suối mình để vào, mình nấu lẩu mắm ăn cũng ngon. Đây, cái này À, đố mọi người biết cái món này là món gì? Lá mía. Sai. Đây là ngoài Bắc người ta gọi em. Ngoài Bắc người ta gọi là lá lách. Lá lách đúng rồi. Ở dưới em là gọi là lá mía. Hôm bữa em cũng có quen nói là lá mía mà mọi người nói là lá lách. Đúng rồi, nó là lá lách mà em. Lách rồi. À, đây có lẽ là nồi lẩu mắm mà chất lượng nhất mà Hải từng ăn từ trước đến giờ. Ngon. Cái mía nhỏ hơn. Dạ. Nếu nói vậy là phải ăn cho nhiều nha. Ngon quá không ạ? Ăn nhiều chứ. Con khoái ăn rau. Ừ. Rau ngon. Anh em con là chuẩn bị đi thi đấu rồi bà. Anh em con là đi xuyên Việt du đấu. Thưởng thức ẩm thực mọi vùng miền. Mấy ngày hôm nay anh ở đây có gì Song Hỷ rảnh rảnh đi chơi cùng bọn anh? Dạ. Ừ. À, Song Hỷ mới hôm nọ mới đi đảo Nam Du về đúng không? Dạ đúng. Bọn anh chuẩn bị đi Phú Quốc với Nam Du. Dạ. Đi ra đó đi anh, biển đẹp lắm luôn. Ừ. Nhưng mà còn hoang sơ lắm. Mà mình cũng nếu mà mình đi ra ngoài đó vẫn còn dễ hoang sơ, mình quay được nhiều clip hơn. À. Mình tự khai phá đi. Ngon quá. À, thử cái miếng bánh da lợn đi em. Cho mỗi người miếng đi. Để đẻ. Anh lấy thì cho mỗi người một cái nhé. Bánh da lợn. Sao da lợn người ta không gọi là da heo đâu. Ở trong mình là gọi là da heo chứ. Ừ, thế ở ngoài mình gọi là lợn. Gọi là da lợn, miền Nam gọi da heo không? Con ăn thật được không mà? Bà, à. Con ăn thật được không? Ăn thật luôn đi. Rồi con xin bà. Đây bà ơi, con mời bà miếng bánh. Ừ. Nóng mà hả? Nóng dữ rồi. Nóng nè. Rồi, cảm ơn em. Cà nóng lâu lắm á. Cà nó nóng lâu mà sức để lật mồm luôn. Đâu, cho anh em miếng bánh da lợn đây nào.
À, cầm tay à? Dạ, con mấy con này ạ. Con và hai vợ chồng một lượt. Này, đây miếng bánh da lợn này anh em này. Xem này. Ừ, có nước cốt dừa. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, có lá dứa nữa. Ừ, lá dứa, dừa. Ừ, cái này ngon này. Ngon rồi. Cái này không đi, không mà bà cầm này. Pơ với ai mì ăn thấy ngon không? Có khác. Ngon lắm ạ. Rồi. Bánh này ngon. Dẻo. Dẻo đúng không? Gần giống lại bánh này thì bột thì có nhưng mà cái chất cũng làm khác. Hôm nay về phải nhắn cho chị Song Thủy cách làm bánh này. Để chị Song Thủy hỏi lại cái bà bán bánh. Cái nồi này chất lượng quá anh em ạ. Ở dưới này là cá là chín rồi đấy. Em ngồi bên đấy em múc cái cá ở phía dưới lên cho mọi người ăn đi. Tôm này, mỗi ngầm con tôm chứ để là cho nóng. Tôm nó chưa có chín mấy. Con nó giá nhỏ chứ. Nhăn lấy cái nhỏ, lại giá nữa nè. Giá lỡ mà nhỏ. Ở trong này cái muôi ấy, mọi người gọi là cái vá. Đó. Giá hả? Giá cái muôi hả? Dạ. Ôi, ở đây full tấp pin luôn anh ơi. Cái nồi mình múc ra một cái là không thấy con cá luôn á. Hình như nó lặn ở tuốt dưới rồi. À, nó vào nồi rồi, nó vẫn lặn được rồi em. Mạnh lên. Đấy. Wow. Em thấy nó rồi. Thơm nhá. Giờ nó bấy hết rồi. À. Đó là cái đầu. Phải ăn trước nó mới được để hồi nó. Lấy cho ông đi. Lấy cho ông. Hai không không? Còn làm biết đi. Để cho này. Thôi con nè. Xin định. Đang định bảo thôi con ngại lắm. Không, cứ hai biết hai. Thôi con nói đùa. Anh gấp trước đi rồi em sẽ lấy thêm cái phần ở dưới nè. Thôi được rồi. Đó. Ok em. Đây. Ừ, thơm. Con mời ông bà nhá. Được rồi, đi nha. Ừ. Ôi. Cái cà ngấm gia vị ngon. Cuối cùng mình nó đã lên rồi nè. À, đó. Đó. Giống đầu bếp chuyên nghiệp rồi, hai tay hai cái nè. À. Đây ra thì nấu dễ. Lấy cho mọi người bát đi. Ăn đi, không mọi người ngại. Ngại quá. Để em lấy đũa chung nha. Ăn miếng cà ngon. Cà nó ngấm cái mắm vào á. Đấy, cái miếng đấy ngon đấy không ạ? Hả? Quá nhiều rồi, thật lươi kéo kìa. To ba. Dì Giúp ơi, chị Giúp làm ba đây, lại nó dính nhau rồi nè. Cái này cái cuốn phèo. À, gọi là gì? Cuốn phèo. Cuốn phèo. Dạ. Đâu nhỉ? Miếng lòng lợn đây nè. Đó, nằm trên đó. Đây. Lòng lợn. À. Lòng non em. Dạ. Ở dưới em thì kêu là phèo non. Ừ, phèo non á. Phèo non. Ngon quá. Đã nhỉ. Đúng mà về miền Tây ăn món ăn kiểu dân dã này sướng. Món lẩu mắm này mà bán ở Sapa là ok đấy. Bởi vì biết sao, trên đấy nó lạnh. Chứ bình thường đi ghé quán á là người ta nấu cái lẩu mắm nhưng mà người ta không có nấu đậm mắm như ở nhà mình nấu được. Đúng rồi. Về đây ăn thấy đã. Đậm mắm là lỗ không á? Dạ. Hoặc là giá nó phải cao lên nha. Nhưng mà mắm, lẩu mắm mình phải nấu đậm đà nó mới ngon. Ừ. Chứ mình nấu lỏng lẻo quá nó thành là bún mắm bình thường. Em ơi, hình như thay bếp đi, hết ga rồi sao đúng không? Ừ. Đó, đây. Rồi, múc cho chị nha. Đây, múc con tôm đây. Ông là thôi rồi à? Không, lấy đây thôi. À, lai tai à? Hai con mình cụm cái nhỉ? Đúng không nha? Cứu được không? Dạ, thôi còn ngại nè. Anh Hải ơi, đưa chén này múc cho. Nguyên cái đầu luôn chị ạ. Ồ. Đấy, đúng sở trường của anh Hải luôn. Anh phải ăn tô chứ anh. Tô nè. Không được, không được. Cái bát đây là được rồi. Cái bát đây vừa. Quá ok luôn. Rồi, cho em chén đi bên đây. Múc cho em bé trên bảng này. Múc cho gì ấy, mí gì vô đi.
Đúng rồi, anh nghĩ là ao ước là về nhà chị Song Hỷ để được thưởng thức cái lẩu mắm này. Hay bây giờ mọi người đi xuyên Việt, bây giờ bếp trên bảng ở lại với chị Song Hỷ thơm ăn mắm nữa đi. Đừng luôn chị. Ăn nào ngán mình về. Ăn xong rồi đây không? Nó là nó thích cái anh trèo dừa nãy rồi. Vừa là đặt đầy đủ các tiêu chí là người miền Tây này. Biết trèo dừa, biết quăng chài về. Em diễn đấy là ok rồi đấy. Dạ. Đấy, đó, dính trứng luôn. Năm nay là kiểu gì Diễm là cũng có căn biệt thự đấy. Hôm nọ mà mơ bà, ước cũng nào ước là có căn biệt thự. Thế nào không có mà. Không ai đánh thế giấc mơ bà. Mơ hoài chứ thành sự thật đấy. Ui cái đầu này béo nhờ. Đầu uy tín luôn á. Cái đầu này đã đấy. Nhưng mà cũng nóng đấy. Ông bà cứ dùng đi nhá. Vâng. Ông bà nhường anh em con thì các con ăn hết đấy. Không nhường là các ơi, tự nhiên thôi. Lắm nhường đấy. Nó ngấm được cái tô cũng ngon đấy ạ. Cái con mắt của nó sao béo thế nhờ. Đó. Nó đợi anh em mình lâu lắm rồi đó anh. Nó đợi lâu không? Đợi lâu lắm rồi. Hình như từ lần trước em đã hẹn rồi đúng không? Dạ. Ở ao này có nhiều không em? Nhiều lắm anh. Em ăn cho nó ăn là toàn những trái mít thôi á. À. Ngon quá. Bỏ thêm rau đi. Này. Bông điên điển anh. Đây. Riêng ăn lẩu mắm là cứ phải là cái loại này. Cứ để cho dễ gắp bà bạn. Bông chuối này. Cho hết rau nhút vô anh. Rau nhút này. Có lẽ là mình mới bẻ chỗ cái hồ á mà bông điên điển bông đó nó xíu à. Bông súng. Đấy các cô các chú ở bên nước ngoài mà nhìn thấy cái nồi lẩu mắm này thì chắc là thèm lắm rồi. Các cô các chú ơi, con ăn giúp các cô chú một phần, các cô chú cứ yên tâm nhá. Dạ, con để đây cái. Thôi cái đầu cá này cứ tưởng là có nhiều đồ ăn nhưng mà thực ra nó không có gì. Anh đúng à. Hai cái má. Mấy cái mắt. Lần này không thấy hút cái nước này là nhà. Phóng bể luôn. Bây giờ anh khôn rồi. Bây giờ mà đi hút cái nước này nó mặn. Tí nữa uống nước từ giờ đến tối luôn. Tôi không dại nữa. Nhưng mà nãy hai cái chùm trứng của con cá nó bị bể cả trơn à. Không sao, mỗi người hưởng tí. Nó cũng ở trong quà quyện, ở trong cái nồi lẩu này nè. Nó tan hết trong cái hành luôn rồi nè. Này cái rau này trụ mà phát là ăn được luôn đấy anh em. Đúng không? Đấy, mời các bạn. Ăn luôn nó mới giòn hả? Ăn luôn nó mới giòn. Ăn luôn nó mới giòn đúng không? Mời cả nhà nhá. Nhúng vô là mình cứ ăn liền đi. Dạ. Tại vì mấy rau này ăn sống được hết. Cô chú có hay lên Sài Gòn chơi không ạ? Hồi đó có ít giờ. Hồi đó thì thường cái giờ ít đi. Giờ mấy chục năm nay cũng đi rồi. Mấy hôm nữa Song Hỷ mời hai bác lên Sài Gòn chơi. Dạ. Còn đi lên chợ nó là lâu quá không đi, sợ đi chợ nó có bầu gì cả đá hay sao. À. Hay lúa. Lúc trước bây giờ trở thành hai lúa. Buôn bán đó thành ra đi, dạ, đi nhiều hội nghị. Dạ. Đi hội nghị đúng không? Dạ. Ngon quá. Đúng là lẩu mắm này ngon nhất, vẫn là rau. Mỗi người là một sữa đấy, để anh cho thêm rau à, nhiều rau. Ăn rau mát da lắm. Dạ. Đây là lần đầu tiên con ăn cái quả chuối non này đấy không ạ? Con ăn cái bi chuối thì nhiều nhưng mà hay xào với kiểu thịt rúi ấy. Dạ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cho quả ngoài nguyên. Gọi quả này là đỗ khế, trong này gọi là gì? Đậu rồng á chị. Đậu rồng. Đây này, anh em này. Ở đây đậu là đầu tiên mà ăn luôn cả buồng chuối luôn. Đậu khế. Cái này là rất là chị, tốt cho bao tử mình luôn á. Cái buồng chuối này á? Dạ đúng rồi. À. Mình ăn mà mình chấm với muối ớt mà còn sống á nha. Mình chấm với muối ớt ăn là lợi bao tử. Rất là tốt. Cái này chắc chắn là lợi bao tử rồi. Chắc. Chạp thế. Cái này tí bè nó còn không ấy nữa.
Vậy là mỗi người có ăn cơm không? Có tí cơm mới là chuẩn vời quá. Ăn cơm đấy, em đi lấy nồi cơm ra. Cơm. À cơm vừa nay có cái gì kho nhỉ? Có cái con gì em? Cá kho lạc. Ừ. Mà chị thả phóng xanh này đúng không? Không, em thấy còn làm trong bếp á. Dễ gì hả chị? Mình bắt rất là cực khổ nha. Hai anh em đạp dịch là đạp gì đâu mà đụng cái tường mình nứt hết trơn luôn rồi. Mà mới bắt được những cái con cá đó, mình phải ăn nó chứ. Ừ, không. Nhưng mà anh em nào mà ăn đúng là ăn mắm mà bụng dạ mà kém á, thì anh em cứ xơi quả buồng chuối này vào là đảm bảo là tốt nhá. Em làm gì đi, ngon lắm, không thật mà, để ấy đấy nào. Đáng quá nhỉ. Chát hả? Chát đi. Hai bác có coi clip chiều qua của anh Hải chưa hai bác? Clip tụi con đi Bến Tre. Hôm qua một con đi Bến Tre, clip mới lên. Chiều hai bác xem đi, con nghĩ chắc là vui lắm. Này mà nó xịt răng mà luôn cơ mà. Xịt luôn đấy. Nói chuyện sắp câu la. Này anh em này. Đấy, lẩu mắm nó cứ phải ăn rau, nhiều rau mới phê. Ngon. Đây con cắt cho. Đây. Dạ. Cho hai cái thứ bự vô luôn nè. Cái này mà kho ăn cơm. Sao cả thớt không? Thôi bỏ đầu đi. Bây giờ thịt đây em ạ. Đầu nó không có thịt đâu. Hả? Đó, tất cả đồng thanh hết nhỉ. Thấy cái đầu là thôi thôi thôi. Tại vì đầu nó xương nhiều. Đầy dưới rồi nha. Đấy, vớt rồi, vớt rồi. Được ạ, vớt vừa bạn. Đấy, đó. Cái này đun tí nữa. Rồi, móc cái ở dưới lên để ăn. Ngâm mắm vào ăn cơm rồi. Ngon. Có cơm luôn chị ơi. Ơ, nhưng mà anh ơi. Hả? Cái bánh này bảo cái trường sinh bất tử hay gì đấy. Bánh thọ. Bánh thọ. Đây, con mời ông bà. Đây. Giống như quả đầu tiên á. Này, em lấy mời ông bà đi. Sao Dũng không có Dũng đi nè. Ông bà lão chơi khỏi Dũng vậy không. Này mấy đứa. Đây em anh làm chung một quả. Em chia mấy người ấy. Này. Em anh chia mấy người. Chị mấy người cái. Ok ôi. Hấp nóng mới ngon ạ. Này đứa cho ai mí kìa. Thôi cho em mí ăn này đi. Anh ăn bánh là đi. Là nhớ nhớ em chia nhau. Đây là phần cho Dũng nha. Bánh đẹp quá. À phần cho Dũng à. Nhớ đến bộ phim Tây Du Ký không? Chị xưa hay có cái trái anh chấm đầu tiên nè. Ăn trộn. Nhân đây nè. Sao cái anh có tính nhân nào đây? Em bửa kiểu gì ấy? Thường là chúc thọ, mừng thọ. Thế là phải ăn nóng mới ngon. Ăn phải đồn lên. Nó thơm. Bánh bào mà nóng vậy đó. Nó hơi nguội. Nó cứng. Nó hơi nguội, nếu mà hấp nóng ngon. Mà lấy lục từng, thức từng hay là thọ đó. À. Người ta làm cái mâm lớn như này 100 bánh. À, hoặc là nhà kiểu có cái việc đúng không? Cái hôm mà sinh nhật của ba là bên nhà em cũng có hai mâm bánh thọ luôn. Đẹp lắm. À bánh này là bánh thọ. Dạ. Ông là năm nay bao nhiêu rồi ông? 70. Ông 70 ạ. Ba là cũng nhớ 2 tuổi. À ba 68. À. Gái hơn 2 trai hơn 1. Cho anh bắt cơm đi em. Dạ. Bắt tí cơm đi. Đây. Anh Hải ăn cơm với cá chiên. Xong ăn cơm với lẩu mắm chứ. Mới ngon chứ, đúng không? Cái này gọi là hả? Cái này giống như ở bánh quẩy ngoài mình ấy. Cốm cái gì? Cốm. Đây. Bánh ngọt. Thằng con. Anh cảm ơn nhé, anh cảm. Mọi người ăn cơm không em múc cơm. Mọi người làm ăn cơm đi em, cho nó ấm bụng. Cái này ngon ai nghĩ này. Bánh đá bánh cơm. Em ăn thử. Này cơm theo ngào đường chị ha. Đó. Diễm. Gạo à. À, có đậu giòn ngon lắm, giòn bự lắm. Gạo đậu phụ, gạo kè, ăn cái này là giòn béo béo. Đậu mắm là hết bài luôn. Này đậu bia ngon lắm. Đậu bia. À, nó chờ, phải cá nó chín. Bùi ngộ lắm. Dạ. À, thế đây. Biết hả? Dạ. Thôi ông con mình dô cái đi nhờ. Nà. Nà. À, dạ. Chúc sức khỏe ông bà nhá. Kìa lấy thêm bia cho ông nhờ em. Bia thuốc lốc hả? Bia hút nốt. Lần trước về đây rồi, uống bia với ông một lần rồi là ông uống khỏe lắm. Nên là lần này là anh em tôi là phải... Thấy chưa? Dùng bia thuốc nốt để khắc chế lại.
Cả nhà mình đồng khởi dô cái cho vui nhỉ. Nào con mời ông bà nào. Nào, 1, 2, 3, dô. Cái cá này gọi là cá gì nhỉ, Song Hỷ nhỉ? À, cá sác, cá sặc. Cá sặc, à, ở đây là có món khô cá sặc mà bé anh Hua đang bán đúng không? Khô đó là ở khác. À, loại khác à? Cái đó là cá bởi. Cái này cá sặc, bốn. Cá sặc, đây mời cả nhà nhé, con xin phép thử trước món cá sặc nhá. Sặc đây là sặc gì ạ? Sặc bướm. Sặc bướm. À. Cá bổi. À. Sặc bổi. Em ơi, em lấy cá đi mọi người đi. Cháo chắc. À. À, dòng này dòng cháo chắc. Cháo chắc. Cháo chắc của cá sặc đấy. Cái này sắp chín rồi đấy. Rồi à, con mời ông bà nhá. Con thử thử. Thưởng thức thử cái loại sặc bướm xem nào. Mời cả nhà. Cái cá này cái tên gọi nó cũng hay. Cái này nó xương anh cẩn thận. À. Dạ, tại vì nó còn bé á. À, công nhận là các loại sặc bướm nó khó xơi thật. Nhiều xương. Nào. Ngon nhưng mà nhiều xương không ạ? À, xương đúng rồi, bướm bướm mà. Đúng. Bướm miền Nam nha, mình đang cái bướm mà không phải miền Bắc nha. À thế ạ. Sặc bổi, sặc bướm, sặc bổi là bự kìa nè. À. Sặc bướm là nhỏ. À. Nó là cá sặc. Ừ, nếu mà nhỏ thì gọi là bướm, còn bổi là to. Bổi là... Dạ, dạ. Thường thì bổi thì có trên ở trên Cam thì nhiều. À. Hồi dưới Cà Mau, chứ mà ở chỗ khu vực em thì không có. Khô. Dạ. Sao mấy đứa lại cười? Cười. Anh thích cái ý nghĩ của bọn em đó nhưng mà không phải ý của mọi người đâu nhá. Làm thêm tí rau đi. Nè. Đấy. Ngon. Đây mời anh em nhá. Cho con cho anh tí muối để anh múc tí nước canh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây, canh thôi. Dạ. Nếu mà anh em ăn cơm mà chan một chút nước này vào thì u chỗ chấm hết luôn. Rồi, mời cả nhà. Ngon mà nó bỏng. Đây, trong con mình lại cạch đi cái đi. Bớt bỏng đi. Nhờ. Nào, anh em đâu? Bà. Hả? Không em đẹp cái kia. À thế không? À. Chưa cho thêm đá nó mát. Dạ. Thì qua đây em cũng cảm ơn là anh Hải Sa Pa nè, team anh Phạm Dũng nè, bếp trên bảng nè. Vì đã hỗ trợ cho Song Hỷ hết mình luôn. Và em cũng có một cái món nhận quà nhỏ nhỏ để tặng cho anh chị nha. Thôi anh em đến nhà chơi quà cát là gì em? Thôi ngại lắm. Cũng đang tò mò em biết là tặng quà gì. Đây. À. Em mang quà gì nhỉ? Em có cây nhà lá vườn à? Cây nhà lá vườn thôi. À. Dạ. Quà quá mà. Đây là đường mật thốt nốt nha anh em nhá. Anh em nào muốn mua đường mật thốt nốt thì hãy liên hệ với lại là Song Hỷ. Song Hỷ ơi, số điện thoại Song Hỷ bao nhiêu nhỉ? Dạ 0344 226262. À, mọi người mua đường mật thốt nốt thì liên hệ với Song Hỷ nhá. Còn mọi người đừng nhảy chiêu Song Hỷ tội em đâu nhá. đừng có bơm cho Song Hỷ là được rồi. À, đi bom hàng á? Thôi anh em buôn bán làm sao tránh khỏi được. Thôi nhân dịp qua đây thì con cũng xin thay mặt tất cả anh em ở đây thì cảm ơn ông bà rất là nhiều. Đấy, cảm ơn Song Hỷ và ông bà đã cho anh em một cái bữa lẩu mắm vô cùng tuyệt vời. Xin chúc cho ông bà sức khỏe. Hy vọng sớm anh em con được đón ông bà ở Sài Gòn hoặc ở Sapa. Sài Gòn thì có em Diễm mà. Sapa thì có con. Đấy, và trên Lai Châu thì có đó, bếp trên bảng. Sau đây là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhá. Bye bye.